Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Khu an toàn thứ hai Tây Nam, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cuối cùng cũng có thể xuất phát đi tìm thêm nhiên liệu lăng nguyên trước ôn hóa rồi. Nhưng Diệp Hạo, nhiên liệu hóa đá chắc chắn là rất thỏa mãn mục tiêu mà cậu nói. Tôi kiến nghị cậu có thể sử dụng năng lượng hạt nhân. Nhưng mà con người trước khi ôn hóa chỉ nắm được bộ phận động lực hạt nhân còn chưa phổ cập. Nếu cậu có thể nghiên cứu chế tạo ra, điều này chắc chắn có hiệu suất cao hơn nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng hạt nhân sao? Lời mà lúc trước hiệu trưởng nói cũng có lý, nhưng nguyên liệu hạt nhân hiếm hơn nhiên liệu hóa đá. Hiện tại vì tiết kiệm thời gian, vẫn phải ưu tiên tìm kiếm nhiên liệu hóa đá. Anh, máy bay này của anh lớn thật đấy, lại chuẩn bị đi xa à? Bọn nghe lời của anh không ngừng rèn luyện, bây giờ em mạnh lắm đấy. Diệp Hào, anh có cảm nhận được không? Hay lắm, mới một khoảng thời gian không gặp, cậu lại biến mạnh rồi. Ngược lại là tôi khoảng thời gian này ở chỗ của cậu, ăn uống ngon lành, chậm trễ việc luyện cấp rồi. Diệp Hạo, tôi quả nhiên không nhìn nhầm cậu, cậu đúng là người đàn ông rất là đáng tin. Diệp Hạo, chúng tôi vừa ra khỏi phó bản, cậu đã gọi chúng tôi đến rồi. Lại có kế hoạch mới gì sao? Loại chuyện bảo vệ bên cạnh Diệp Hạo giao cho tôi là được. Chiến đội như là chúng tôi chuyên nghiệp hơn. Tôi không nói là muốn bảo vệ Diệp Hạo. Với thực lực của cậu ấy, nào đến lượt tôi bảo vệ cơ chứ? Tiểu tử tốt, cậu hay đấy. Nghe nói cậu thu hết toàn bộ yêu thú rồi. Trong khoảng thời gian chúng tôi đánh phó bản, cậu lại làm ra chuyện lớn gì vậy? Chúng tôi từ trong phó bản ra, trên đường thấy yêu thú đang xây nhà, sửa nhà cho lưu dân, cảnh tượng nó hay lắm, hài hòa biết mấy. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Diệp Hạo, các yêu thú đều nói cậu là vua của họ, chuyện này là sao? Không phải tôi đang nghi ngờ cậu điều gì, chỉ là hy vọng có thể làm rõ tình hình. Dù sao thì loại chuyện như là thu nhận yêu thú này rất khó tin rằng cậu cũng có thể lý giải. Lý giải những chuyện này chờ sau này có cơ hội rồi nói đi. Tôi nói chuyện xảy ra gần đây với các người trước, cùng với chuyện tiếp theo xảy ra. Sau một thời gian, cậu nói gì trong khoảng thời gian chúng tôi đánh cấp, lại xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy? Cho nên, cậu thật sự lại một mình tiêu diệt chiến đội xếp hạng thứ tư ở khu Đông Đại à? Đáng chết, tôi còn đang nghĩ sau khi nâng cấp ở trong phó bản ra ngoài có thể đánh một trận với chúng, lần này không có cơ hội nữa rồi. Còn nữa, thần khí nguyên sơ mà cậu nói lại có thể khiến cậu bị thiệt. Thật sự mạnh như vậy sao? Nhưng sao chúng tôi chưa từng nghe nói qua thứ này? Thần khí nguyên sơ, sao lão già Mộ Duy từng nhắc qua với mình, nhưng lúc đó mình chỉ xem ông ta đang nói mớ, không quan tâm, không ngờ thật sự là sự thật. Tiểu tử, cậu nói điểm sáng ở trên trời đó là vệ tinh của khu Đông Đại à? Không ngờ họ lại có thể làm đến bước này. Vậy giờ chúng ta tập trung ở đây, chẳng phải cũng bị bọn họ nhìn rõ hay sao? Vậy hay là chúng ta đổi chỗ kín đáo hơn nói đi. Sợ gì chứ, họ muốn xem thì để họ xem đi, đừng hèn. Bất quá đánh một trận, nếu thật sự là như vậy tôi cũng kiến nghị đổi chỗ trước rồi nói. Nhưng mà tôi tin, nếu đã biết sự tồn tại của vệ tinh giám sát của khu Đông Đại, Diệp Hạo chắc chắn là sớm đã dùng thủ đoạn chặn rồi phải không? Đúng vậy, tôi cũng cho là vậy. Có lý, xem ra người hiểu Diệp Hạo nhất vẫn phải là Ngân Hoàn nhà chúng ta. Anh nói gì vậy? Tuyết Nồng chẳng phải cũng khen hay sao? Đương nhiên rồi, sự đáng tin của Diệp Hạo tôi chưa từng nghi ngờ. Tôi cũng vậy. Thôi được, Ngân Hoàn, tôi trợ giúp thay bạn. Ngược lại, cậu lại đứng trên cùng chiến tuyến với người ta. Xem ra sau này Diệp Hạo có phúc rồi. Mấy người đàn bà này vì hắn mà nhất ký đối ngoại. Đúng là tôi đã dùng thủ đoạn chặn, nhưng mà rất tiếc điều này chắc không có tác dụng gì. Sau khi tôi đột phá khí quyển, oan hóa của trái đất sẽ mất đi hiệu quả, cho nên quan sát trái đất từ trong vũ trụ, toàn số liệu oan hóa ở trên trái đất có năng lực và thủ đoạn rất có thể sẽ mất đi hiệu quả.
lại còn có chuyện như vậy, vậy chuyện chúng ta làm chẳng phải đầu lộ rõ trong mắt của khu đông đại hay sao? Chính là muốn họ nhìn thấy. Martin không thích hợp dùng trong trạng thái không có on hóa, chỉ có thể dựa vào việc thu thập nhiên liệu hóa đá khởi động phi thuyền. Mục tiêu đầu tiên tiếp theo của mình chính là thu thập đủ nhiên liệu phi thuyền cần dùng. Tất cả chúng ta chia nhau hành động, phân tán thu thập nhiên liệu hóa đá, như vậy có thể có hiệu quả phân tán sức chú ý của khu đông đại. Ngoài ra, điểm mà khu đông đại quan tâm chắc chắn là ở trên người của tôi. Vậy thì tôi dùng mồi nhử dụ họ ra, nhiệm vụ thu thập nhiên liệu hóa đá làm phiền cậu rồi. Chủ ý này được, nhưng mà cuộc nói chuyện hiện ra của chúng ta không bị vệ tinh giám sát nghe thấy đấy chứ? Đương nhiên là không, người của khu đông đại chỉ có thể nhìn thấy chúng ta đang làm gì, nhưng lại không nghe thấy chúng ta đang nói gì. Vệ tinh của bọn họ chưa tiến bộ như vậy. Vậy thì tiếp theo điểm khó duy nhất là chúng ta làm sao tìm được nhiên liệu hóa đá hoặc là di tích cổ đại trong thời gian ngắn nhất. Đội trưởng nói đúng, điểm khó lớn nhất ở trong nhiệm vụ này là đánh nhau tôi cũng không sợ, nhưng tìm đồ thật sự không phải sở trường của tôi. Cái này các cậu không cần phải lo, tôi đã sớm có sắp xếp. Vương thượng, tôi tìm thấy cổ di tích mà người nói rồi. Vương thượng, phát hiện di tích, tôi ngửi thấy mùi nhiên liệu hóa đá mà cậu miêu tả nữa. Vương thượng, chỗ này có rất nhiều nhiên liệu hóa đá chưa dùng ra, chưa dùng qua. Làm tốt lắm, các cậu vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả một chút nào. Chúng tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ này, đã nhận được lời khen của vương thượng. Đời yêu của tôi viên mãn rồi. Vương thượng, người chờ đó, chúng tôi tiếp tục đi tìm nhiên liệu hóa đá và di tích cổ đại cho người. Mau lên, mọi người tìm tiếp đi. Diệp Hạo, cậu dùng yêu thú chạy bản đồ. Thao tác này nếu lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thú hoang biến tiểu đệ, có thể trở thành vua của yêu thú, sướng thật đấy. Chuyện không thể chậm trễ, mọi người chia nhau hành động đi.